chào tất cả mọi người. Quay trở lại với kênh thì hôm nay Ngọc Mẫn xin được chia sẻ với quý vị món bánh phô mai vị cam nhé. Và trước khi làm bánh thì quý vị nhớ ngâm hạt điều đã rang vào trong nước lọc khoảng tầm 5 tiếng đồng hồ nhé. Thành phần thì Ngọc Mẫn sử dụng 200g hạt điều, 300ml nước cốt dừa, 100g đường bột, một ít bánh quy vụn, bánh quy thuần chay chúng ta giã nát ra nhé. Và 50g bơ thực vật, 2 muỗng cà phê, dầu, dừa và 5g bột agar, một quả cam nữa. Quý vị mà không có cam thì chúng ta có thể dùng chanh nhé. Đầu tiên là chúng ta chuẩn bị một cái khuôn nhé. Khuôn của Ngọc Mẫn không có chống dính được cho nên Ngọc Mẫn phải lót một cái miếng bọc thực phẩm ở dưới. Còn nếu quý vị mà có khuôn silicone hoặc là khuôn chống dính thì chúng ta sử dụng nó sẽ rất tiện và không cần phải bọc nữa nhé. Tiếp theo là quý vị trộn bơ thực vật đã tan chảy vào với bánh quy vụn. Chúng ta sẽ trộn cho hỗn hợp này thật là nhuyễn vào nhau. Như thế này là được rồi đấy quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đổ nó vào khuôn nhé. Sau đây chúng ta sẽ dàn mỏng ra và dùng một cái thìa hoặc là một cái đít cốc, chúng ta ấn thật là mạnh để cho cái bánh nó được nén thật là chặt. Chút nữa chúng ta đổ bánh vào nó không bị vỡ nhé. Quý vị ấn chặt xong thì chúng ta sẽ để vào tủ lạnh khoảng 10 phút nhé, để cho bơ đông lại và cái hỗn hợp này cứng thì chút nữa chúng ta đổ bánh vào nó không bị chảy. Bây giờ chúng ta sẽ dùng 300ml sữa dừa đun với 5g bột agar. Chúng ta sẽ trộn đều tay cho bột agar tan rồi chúng ta mới đun nhé quý vị. Đây, chúng ta sẽ trộn đều tay xong đấy là chúng ta sẽ cho lên bếp đun. Và khi mà đun trên bếp thì chúng ta đun khoảng 2 phút thôi, sôi lên khoảng tầm 1 tới 2 phút là chúng ta bắc bếp ra, đừng có để cho sôi nhiều quá là cái nước cốt dừa của chúng ta sẽ bị cạn đi. Và bây giờ chúng ta tắt bếp và cho ra ngoài nhé. Tiếp theo thì quý vị đổ cái hỗn hợp nước cốt dừa và bột agar vừa đun vào trong cối xay sinh tố. Sau đấy quý vị cho hạt điều vào, 200g hạt điều. Tiếp theo nữa là dầu dừa, 2 muỗng cà phê dầu dừa và đường bột. Đường bột quý vị không có thì có thể dùng đường hạt nha quý vị, đường trắng hạt cũng được, đường cát ấy ạ. Một ít hương vanilla, nửa quả cam và cắt một ít vỏ cam cho vào nhé. Sau đấy chúng ta mang đi xay. Và đây là hỗn hợp Ngọc Mẫn đã xay xong, chúng ta xay thật là mịn. Sau đấy chúng ta đổ vào khuôn. Cái bánh này có vị béo, ngậy, thơm ngon của mùi vỏ cam, thơm của vị vani, béo của sữa dừa và hạt điều. Cho nên ăn cái bánh này rất là chất lượng quý vị ạ. Mà làm nhanh lắm, Ngọc Mẫn làm trong vòng 10 tới 15 phút là chúng ta đã có một cái bánh rất là ngon rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cất vào tủ lạnh nhé. Khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ là bánh sẽ đông. Trong lúc đợi bánh đông thì Ngọc Mẫn sẽ hướng dẫn quý vị làm một lớp đổ mặt thật là đẹp. Và ngày hôm nay thì Ngọc Mẫn có gấc cho nên Ngọc Mẫn sẽ sử dụng gấc. Nếu quý vị không có gấc thì chúng ta thay thế bằng dâu tây hoặc dâu rừng nha quý vị, để cho nó hợp với cái bánh. Thì bây giờ Ngọc Mẫn sẽ dùng một ít gấc, khoảng tầm 4 hạt gấc cộng với 70ml nước lọc và Ngọc Mẫn trộn lẫn vào nhau. Sau đây Ngọc Mẫn sẽ cho vào cối xay. Ngọc Mẫn sẽ mang đi xay nhé. Tiếp theo là Ngọc Mẫn sẽ đổ ra và lọc lại một lần nữa. Ngọc Mẫn xay không có kỹ lắm đâu, xay sơ sơ để cho nó ra hết cái màu thôi. Và mình lọc cho nó hết cái màu đỏ đi. Cái màu ở ngoài nó sẽ đẹp hơn cái màu trong hình nha quý vị. Tại vì do cái đèn nhà Ngọc Mẫn ấy, cái màu ở ngoài nó sẽ đậm hơn.
màu gốc nó sẽ đẹp hơn màu này nhé. Sau đấy là chúng ta sẽ cho cái nước gốc cộng với 50g đường và 2g bột agar, và chúng ta sẽ cho lên bếp đun nhé. Đây, đây mới là cái màu gốc ở ngoài quý vị này. Cái bóng điện ở trong bếp này nó mới thực sự là cái màu gốc ở ngoài, còn cái bóng điện mà ở ngoài bàn kia là không phải. Cái màu gốc nó đỏ như này nhá, không phải Ngọc Mẫn cho màu thực phẩm đâu quý vị. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đun sôi khoảng tầm 2 phút và chúng ta để cho nó nguội, hơi nguội một chút. Sau đấy chúng ta đổ vào bánh nhé. Đây, chúng ta đổ vào bánh. Chúng ta đừng để nó nguội quá là nó đông, mất công lại phải đun lại lần nữa. Và bây giờ chúng ta lại cho vào tủ lạnh. Và đây là bánh sau khi đã đông nha quý vị. Và bây giờ Ngọc Mẫn sẽ lấy ra cho quý vị xem. Đây, sau khi bánh đã lấy ra rất là đẹp, thơm ngon. Ngọc Mẫn sẽ rắc lên đây một ít cánh hoa hồng khô. Quý vị cũng có thể trang trí bằng dâu tây. Nhưng mà Ngọc Mẫn không có dâu tây nên Ngọc Mẫn sử dụng cánh hoa hồng khô cho lên cho nó sinh động nhé. Và bây giờ Ngọc Mẫn sẽ cắt cái bánh ra cho quý vị xem. Bánh rất là mềm, ngon. Cái mùi thơm lắm quý vị. Đây, quý vị xem. Bánh mịn này, có 3 lớp. Ăn một cái là chất lượng.